Chiếc Everest 110 ở đây không có gì sao. Mất gan tì luôn, hoặc làm vệ sinh làm mình xăng nữa, với cái cục bóng đời nè, với nồi gì nó lên tới đây đứng, rồi làm xong nó mở tù nó nhẹ bốc rồi. Chị luôn bệnh rung qua đầu rồi nè. Chiên rửa sạch rồi lá canh gan tây nữa, nó bị mất gan tây rồi, giờ là bài 110 đây. Khi mình vệ sinh mình rửa rồi xong sạch sẽ rồi, canh xăng rồi luôn, chỉnh xăng gió rồi. Là cái dù này nè, dù zin nó bị rách rồi, mình thay cái dù mới. Nó bị rách, nó chạy yếu xìu à, nó không có ép cái trái ga lên được. Nó dùng mới nè. Rồi, bây giờ mình ráp vô, canh chỉnh như làm nồi. Với cái cục hỗn đời nó, hỗn đời nó yếu, nó nhảy không nổi. Và cho mình test cho anh em xem nha. Rồi mình làm nó ý nè. Chiếc AB 110 thì mình làm nồi canh bình xăng, làm cái dù, làm cái cục bóng đề, làm nồi thay bánh bi vẽ độ dớt sau lại mình chu bố khắc phục cái lỗi rung ở đầu này. Làm rồi chạy nó nhẹ, nó bốc hơn cục bóng đề này là cục mới nha, nó mạnh. Cái cục cũ á, lâu ngày á là so nó bị giãn á, nãy xìu á, nó kẹt nó không có chả được. Cái này nó chả cạch cạch nè, ghê như mình đó, thấy không? Thì đời nó mới ngon hơn, này đời là nó phóng ra xong nó mới chạy vô lại. Rồi mình rất cho mình test cho anh em xem, mình xăng con này này kia vệ sinh rồi sạch sẽ, với canh xăng gió này hết rồi nha. Chiếc AB 110 sau khi mình làm nồi canh xăng rồi nó hết rất là nhẹ. Lắp cái nồi vô mình test cho anh em xem ha. Xăng nồi sẽ tuần xăng nồi lại là nhẹ nha.
nồi mình canh rất là êm nha anh em. Đầu là lúc đầu lắm nha, thấm và hết vệ sinh sân con luôn á, giờ là ra tiền còn nhau nha. Rồi mình lại tiếp tục buổi chiều mát mẻ, bạn đôi ánh mắt đẹp tất tắt nhờ lì à tiêu quất tu chờ đầy đủ hết xe là không cho dắt ra nhiều. Gần bầu cử rồi, kế chỗ điểm bầu cử công an la để trong nhà luôn rồi. Xong cố gắng thủ anh em nha.